Nước nông video này, cứ dương nâng xoay dối tạp tông cho mùi nâng Global Illumination, rồi có dương hai ưu bị cắt bởi vì thế, GI GI rồi có Global Illumination. Chỉ tu tới Global Illumination, rồi có dương hai ưu thay mà dạng tiết khác Indirect Illumination, cứ đồng nàng áo ý Blue, đại miên chỉ lẽ cái nạ sai. Nhưng dương hai thay Blue sai, Blue Diamond to. Chẳng nằm bây giờ xe Global Illumination nơi khả nông KO Corona dừng cho một khả nông Performance Tab nơi khả nông Render Setup dừng nâng khuyên miến Global Illumination. Chẳng Global Illumination mình tha nơi khả nông Corona được có Render Engine xe thì phía chân cứ kịp hờ P bà này tha Primary hoặc nâng Secondary Secondary Solver Primary Solver hoặc nâng Secondary Solver. Chẳng by default engine tầng phí, solver tầng phí tôi bằng dùng đôi path tracing nâng UHD cut. Ok, là dừng start. Một nâng start nhóm bật tầng phí nâng cho sân. Dừng bật primary solver hay nâng secondary solver. Dừng start in directive rendering. Chẳng cái để dừng start rendering nó cứ dừng khởi bạc này. Ceiling bò dưỡng cứ miên lẹ cân nạ ngon ngắt. Hãy swear bởi dương này. Thằng khôm này, cái shadow bởi viết cứ ngon ngắt. Chẳng bởi lực đại dương khơi nhé, cứ sợi tự chia bởi lực direct direct lighting. Bởi lực đại dương bị kháng rectong light năng máu. Chẳng bởi lực object bởi dương. Chẳng nơi bởi đại dương đặt primary solver bởi dương tự chia path tracing. Chẳng những khơi tha scene rendering bởi dương miên lạc cả nạ plus dương môn. Chẳng path tracing nấm cứ chỉ light bouncing first bound light này bây giờ vì chẳng nó vì ba chỉ mùi chén ba chỉ mùi flow cứ biến thành bound chứng primary solver cứ bound tại mặt đồng thế vì ba hỏi vì plat tại mặt đồng được cái dương hạt thay reflect light light để vì ba máu vì chẳng màu chứng là bây giờ dương đã secondary solver từ path tracing chứng path tracing cứ vì miền lạc cần mạng accurate vì miền lạc cần mạng bộ viết cứ detail chiếm nơi khả nông render engine secondary solver nó bởi dương path tracing cứ vì miền lạc cần mạng detail tại vì thời cao PU đồng bày calculate lại bỏ dương nơi khả nông sinh đối dương mai khởi mình nó cứ miền lạc cần mạng U tại nơi bởi dương đồ vì một UHD khách vĩnh lại calculation nơi khả nông secondary solver bởi dương nó cứ miền lạc cần mạng lươn chứng dương chấp khởi là tập hòa nơi khả nông sinh bởi dương tại vì mình lại cần less accurate chứng bởi dương dễ chọn tới UHD khách nâng vì bởi mình chỉ lại cần nạ bỏ hạ bỏ hai path tracing cứ bị mở rồi bị rồi accurate chúng này ai engine khăn khổng này 4K cache cứ sắp nơi khả nông lạc khăn experiment đấy chứng chỉ tu tới cái dương bởi UHD khách xong rồi xin bởi dương phía chế đó này xin cứ render engine global illumination nó path tracing nó use HD cut cứ bán prơ họ cứ lo nơi khnông ca tụ tụ bán lật tập hóa chứ mùi nâng đi dạ bê nì ca render chẳng secondary solver bây giờ dựng đã tới cứ vì chấp đám plus chứ muốn được xa đã vì chấp đám calculate lại bọn lực tì pi lực tì bay lực tì buồn vì bọn bật tọp tiết chẳng những khuyên sinh bởi dưỡng plus chứ muốn chẳng những đạn nắn cứ việc chấp đám đạt được sao ta biết mình lại cái nạn bound tầm mùi thì dân lại ba mùi chàng bởi dưỡng cứ việc hit mà đồng hóa việc bound mà xa tới bound mà xa cứ việc bound play bằng nâng chấp nhận bây giờ dân đạt tới chỉ UHD cut rồi của path tracing nâng việc chấp đám bound tỷ pí tỷ bấy tỷ bốn dân xin bởi dưỡng cứ chấp đám play xe linh bởi dưỡng cứ dân ạch mưa khởi bán được sao ta lấy bound sinh